Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, hiện giờ là 3 giờ 15 phút. Nhóm phóng viên Người Việt đang có mặt tại phi trường LAX để chờ đón một nhân vật rất đặc biệt từ Việt Nam sang định cư theo quy chế tị nạn. Đó là cô Nguyễn Thị Như Huỳnh, một nạn nhân bị đàn áp trong phong trào đấu tranh ở Cồn Dầu. Và nhân đây xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của BBSOS, người đã góp phần rất nhiều trong việc đưa những nạn nhân trong phong trào đấu tranh đòi đất ở Cồn Dầu sang định cư tại đây. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có vài lời giới thiệu về những công việc mà BBSOS đã làm cho những người dân ở Cồn Dầu. Dạ vâng. Trước hết là tôi rất là vui mừng là cuối cùng cô Như Huỳnh là cái người trẻ nhất mà đã chạy thoát sang Thái Lan, bởi vì gia đình cô ta, mẹ thì bị bắt và bị đánh đập và cuối cùng bị đi tù. Như Huỳnh chạy thoát được sang Thái Lan và bây giờ sau đến hơn 2 năm lánh nạn ở Thái Lan, cuối cùng đã đặt chân đến Hoa Kỳ là cái vùng đất tự do và an toàn để mà Như Huỳnh còn tiếp tục lo cho gia đình ở bên Thái Lan và bên Việt Nam, cũng như tiếp tục tranh đấu để mà giữ gìn cái xứ đạo Cồn Dầu để không bị mất đi. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh có thể giới thiệu rõ hơn về những người đã từ giáo xứ Cồn Dầu đã chạy sang Thái Lan tị nạn và hiện nay họ đang trong tình trạng như thế nào và cái hướng sắp tới họ sẽ ra sao? Dạ vâng, đầu tiên là ngày 4 tháng 5 thì xảy ra một cái sự kiện là công an, mấy trăm công an, lực lượng công an địa phương phối hợp chung với lực lượng công an cơ động từ nơi khác được điều động về để mà đàn áp giáo dân Cồn Dầu, đánh đập họ rất nặng nề, trên 100 người bị đánh và 62 người bị bắt, bị tra tấn và sau đó có 7 người bị xử án và đi tù. Một số thì chạy thoát được, trốn tránh ở nhiều nơi và cuối cùng một số nhỏ đã chạy sang được đến bên Thái Lan. Đầu tiên là mười mấy người sang được đến Thái Lan vào cuối tháng 5. Thì lập tức chúng tôi biết được họ và tìm cách sắp xếp để mà họ được đưa vào những cái nơi chung cư tương đối an toàn. Và ngay lúc đó chúng tôi cũng vừa mới thành lập cái văn phòng trợ giúp pháp lý ở Bangkok, mới được chưa đến một tháng thì đã có xảy ra sự kiện ở bên Thái Lan, ở Cồn Dầu chạy sang, thì chúng tôi có may mắn là có người ở bên đó để mà lo về vấn đề pháp lý cho họ, bảo vệ quyền tị nạn cũng như bảo vệ cái sự an ninh của họ. Bởi vì lúc ấy chính quyền Việt Nam, chính quyền Đà Nẵng đã gửi người sang để mà truy lùng những người này với cái hy vọng và cái mục đích là đưa họ về để mà trừng trị ở tại Cồn Dầu. Cuối cùng là hiện nay nhiều đợt đã chạy sang Thái Lan, kể cả một số người sau khi ở tù ra cũng chạy sang được bên Thái Lan, thì con số hiện nay là trên 80 và trong đó là trên 50 đã được xét là tị nạn, và từ giờ đến cuối năm thì trên 50 cái số người đó sẽ đến được Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có thể nói rõ thêm, ví dụ như cô Như Huỳnh hay là gia đình, một gia đình đã sang đây trước đó, thì cái cuộc sống của họ tại Mỹ thì nó sẽ như thế nào và ai sẽ lo quan tâm về những vấn đề đó? Dạ vâng, một khi mà chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận những người này là tị nạn và nhận định cư họ đó, thì có những cái tổ chức mà được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép để mà nhận định cư, thì họ được những ngân khoản của chính quyền trong một thời gian ngắn, 3 tháng đến 7 tháng, 8 tháng là cùng, thì những người này được hướng dẫn để làm sao hội nhập vào đời sống của Hoa Kỳ, hoặc là đi học hoặc là đi làm để mà tự sau đó phải tự nuôi sống. Rất may mắn là nhiều người giáo dân Cồn Dầu mà chạy sang Thái Lan lại có thân nhân gần hoặc xa ở bên Mỹ. Chẳng hạn như Huỳnh có một người cậu ở bên vùng Tennessee, thành ra như Huỳnh ngày hôm nay đến đây, đến phi trường LAX để mà làm thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ và ngủ đêm ở tại đây. Và rồi sáng sớm mai thì bay đi Tennessee để mà ít ra là có được người cậu, trong khi thân nhân của Như Huỳnh hoàn toàn là chưa có mặt tại Hoa Kỳ. Thì họ phải tự sống bươn chải thôi. Nhưng mà dù sao cũng đã đến được Hoa Kỳ thì cũng đỡ rồi, không còn phải lo lắng hàng ngày hàng giờ là ra đường bị cảnh sát Thái Lan bắt, rồi bị rình rập, rồi có thể bị đưa về nước. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã cho độc giả Người Việt biết được một ít thông tin liên quan đến vụ giáo xứ Cồn Dầu. Và xin mời quý vị chờ cùng với chúng tôi chờ đón cô Nguyễn Thị Như Huỳnh xuống máy bay và sẽ nghe phỏng vấn của cô. Trong khi 6 người
của vừa bên TV, vừa bên báo chí và vừa bên ban BBSOS đứng chờ mà vẫn không thấy cô Như Huỳnh ra. Như vậy thì cô đi ra ngõ nào và ra lúc nào mà sao chúng tôi không thấy? Đây là một cái lý do là chúng tôi không cho biết, mà cô ta cũng không báo cho chúng tôi biết là coi có đại diện bên nhà báo hay bên người Việt hay là bên các cái TV không cho chúng tôi biết. Cho nên là chúng tôi đưa ra một cái ngõ để cô ta gửi hành lý. Đó là cái ngõ để cô ta chuyển hành lý đi một cái tiểu bang khác, là nó có hai nơi để đi ra. Đó, cho nên chúng tôi cũng mới được cô ta nhắc đến, có một cái sự cho chúng tôi cảm động, thấy ủa có nhà báo, có bên tiến sĩ bên tiểu bang khác hoặc là bên cộng đồng người Việt đến gặp cô ta. Chúng tôi cũng ráng cố gắng để giúp cho cô ta được gặp các anh như bên đại diện. Dạ xin lỗi, ông có thể cho biết tên của ông không? Dạ tôi là Danny, làm cho bên đại diện cho IOM ở Los Angeles. Danny gì vậy? Dạ Danny Lê. Okay. Dạ. Thưa ông, những cái thủ tục sắp tới để cho cô ổn định cái cuộc sống cũng như là về mặt di trú giấy tờ thì ở đất Mỹ này là như thế nào thưa ông? Chúng tôi không dám hứa rõ ràng là cô ta sẽ được một cái may mắn hoặc là không. Mà theo cái trường hợp tất cả anh em đều qua trước hết á, là thấy là được thành công. Là chúng tôi cũng mừng cô ta cũng ở một thời gian định cư ở bên Á Châu. Là nước Mỹ sẽ thì có thể giúp đỡ cô ta hết lòng. Yeah. Hồi nãy ông Manny có nói là cô đến đây và cô khóc, thì lý do tại sao là cô khóc mà? Cô ta rất cảm động, cô ta muốn thì gặp đại diện tất cả rồi. Thấy là cô ta coi như là không có gì trở ngại, cô ta rất vui vẻ sau khi mà cô ta được tin anh em lại coi như là đón hoặc là muốn phỏng vấn cô ta. Trong trường hợp mà cô ta được một thời gian ở nước ngoài có sự khó khăn hoặc là có sự giúp đỡ từ nước ngoài cho đến thì cô ta được định cư ở bên nước Mỹ đây. Yeah. Xin cảm ơn ông. Yeah, rồi, cảm ơn. Wow, chúc mừng em. Hello, như vậy đây quý vị, đây là cô Nguyễn Như Quỳnh đã đến Mỹ hoàn toàn. Còn cảm giác của em như thế nào khi mà em mới vừa đặt chân đến Mỹ? Dạ, trước hết là con rất là cảm ơn vì đã con đã được đến tới đây, con rất là vui mừng và hạnh phúc và không có một cái từ nào để mà diễn tả được cái cảm giác của con rất này. Cảm giác của con rất này là con rất là mừng đó, con mừng. Và khi mà rời Việt Nam và đặt chân đến một đất nước xa lạ thì một cái tù tội giống như con đây và trốn dưới ở một đất nước thì con nghĩ rằng cuộc sống là dường như là đã mất tất cả rồi và không dám mơ gì hết. Nhưng mà hiện tại thì con đã được đứng ở đây, đứng lên một tìm lại được một tự do cho chính bản thân mình và con rất là mừng. Và điều đó là mặc dù là con sai, phải xa gia đình và một số người thân. Yeah. Ba mẹ em ở bên Việt Nam cũng như gia đình ở Việt Nam đã biết em đã đến Mỹ chưa? Dạ, nhận được tin ba mẹ rất là mừng, nhưng mà không biết là chuyến bay nó tới như thế nào. Dạ. Em có biết rằng là có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là bên báo chí và đài truyền hình sẽ đi đón em không? Dạ có, nhưng mà lúc nãy tại vì khi mà xuống sân bay thì bỡ ngỡ tại vì rộng mà lần đầu tiên đi ra nước ngoài nữa mình không biết, mà điện thoại thì mượn họ không được cho nên là bị trễ như thế này. Rất là hãnh diện vì được có chú đây tới trực tiếp tới đón và các phái đoàn mọi người. Lớn hôm nào gặp bên Thái Lan. Dạ. Em có thể kể lại cái hành trình mà em đi từ Thái Lan qua tới đây, đi qua những đâu và cái cảm xúc của em được phải là may mắn hơn những người còn lại là như thế nào? Dạ. Khi mà lên máy bay thì cũng có một vài người thân đưa ra sân bay ở Thái, ở Bangkok, và đi qua đây thì ngồi máy bay buồn lắm, không có một người Việt nào hết, mà mình rất muốn được nói một vài chữ, và điều này thì không thể nào mà
con trông ba mẹ con rất là trông chờ được được cái ngày như vậy, nhưng mà con biết là con may mắn hơn mọi người, và con cũng tin chắc rằng mọi người sau phía sau con là những người còn ở Bangkok thì họ cũng sẽ đến được đây tốt như con. Anh muốn hỏi em là trong cái lúc mà em vô phỏng vấn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ đó thì họ hỏi em những cái điều gì? Dạ họ hỏi về chủ yếu là cái cuộc phỏng vấn của con, hỏi về mẹ là nhiều. Cái cảnh đánh của mẹ kể lại. Thì đó, cái đó là em trực tiếp thấy hay là ai kể lại? Dạ cái đó là khi mà bị đánh cái lúc bắt thì có thấy một ít thôi. Còn cái việc mà đánh trong tù thì được chú Liêu là khi mà chú Liêu cũng là một người bị bắt và được thả ra. Vài ngày sau là thả ra là chú về chú kể lại cái cảnh mà mẹ bị đánh như thế nào chú kể tất cả. Hiện bây giờ đó thì gia đình em là có bao nhiêu người đang ở Thái Lan và còn lại ai thì ở Việt Nam? Dạ một mình em đi từ Việt Nam qua Thái Lan, em đi một mình thôi không có ai. Tại vì cái lúc mà em bị đánh thì hoảng sợ cho nên là phải trốn qua bên phố nhà anh rể ở. Thì nghe tin từ ba điện qua là nói là công an có đến nhà tìm cho nên cũng không dám về nhà. Rồi ba bảo là phải đi xa, không được ở Đà Nẵng. Nên là tiếp tục em chạy lên sang Lào và đi cùng đoàn người đi qua Thái. Em có một cái dự tính là em sẽ đi như vậy hay không? Hay là trong đầu em hoàn toàn chưa bao giờ có một cái định sẽ rời khỏi cái quê hương của em như vậy? Dạ không bao giờ mà mình nghĩ là đi hết, tại vì hồi nhỏ thì cũng chưa bao giờ bước ra khỏi cái đất cùng giàu, chỉ là đi học qua bên phố đi học rồi chiều về nhà thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được đi xa như thế này, và cũng chưa bao giờ có một cái ý định là mình trở thành một người tị nạn. Em có một cái suy nghĩ những ngày tới của em sẽ là cái gì và em sẽ muốn làm cái gì không? Dạ trước hết là ước mơ của em là muốn được đi học, muốn được tiếp tục cái việc học, nhưng mà trái lại thì cái tiếng Anh của mình nó lại không tốt thì nó sẽ không có hiệu quả khi mà mình đến trường. Thì năm đầu thì chắc em sẽ làm một việc gì đó để kiếm cái tiền mình chi phí cho việc học, và sau đó thì muốn làm một việc thật có ý nghĩa để giúp đồng bào mình đang còn tị nạn tại Bangkok cũng như là đồng bào Việt Nam tị nạn. Em đã ở Thái Lan tổng cộng thời gian là bao lâu rồi? Dạ ở Thái Lan là 2 năm 1 tháng. Em dạ. Có thể cho biết là tình hình hiện giờ của những người ở bên Thái Lan là như thế nào? Dạ tình hình hiện giờ là tất cả mọi người là nói chung là mỗi ngày là đi qua là một sự lo lắng, tại vì lo cái việc an nguy có được hay không, lo ngày mai mình sống như thế nào, mình ăn uống như thế nào, và cái cuộc sống có rất là nhiều nguy hiểm rình rập. Thì mỗi người thì chúng em thì ở chung với nhau, thì khi mà nỗi sợ nó đùa tới thì cùng chia sẻ với nhau để mà sống qua những cái ngày đó. Và rất là cảm ơn rất tất cả mọi người, con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên là tiến sĩ Nghi Đình Thắng và hội cứu người của chú đã đồng hành cùng chúng con từng miếng ăn đến giấc ngủ, và đặc biệt là cái việc mà can thiệp về mặt pháp lý đã cho chúng con có được ngày hôm nay được tự do và được hạnh phúc. Và sau đó con xin cảm ơn một người nữa là một người mẹ đã cùng làm việc với chú Thắng nhưng mà chúng con không thể nhắc tên được, là người này đã chật vật cùng chúng con trong cuộc sống khi mà những ngày đầu bước chân sang Thái. Và con cũng xin cảm ơn cha Hùng, cha Cường, cha Tâm và một số các linh mục khác đã giúp chúng con cùng thầy Thích Hiền Việt nữa, là các ngài đó là rất là luôn an ủi chúng con và lo cho chúng con cuộc sống, sợ chúng con buồn rồi sợ chúng con bị đau bị ốm. Con xin cảm ơn các đồng bào và hải ngoại đã đấu tranh cùng chúng con, đấu tranh cho chính quê hương mình. Và xin cảm ơn các giới truyền thông đã chính là tiếng nói lớn góp phần thúc đẩy và đấu tranh cùng đoàn cộng giàu. Và một lần nữa là con xin cảm ơn đến, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, các vị dân biểu về Mỹ và cũng như là đất nước Mỹ đã chấp nhận con đến đây là tìm được tự do. Và đối với con là tất cả mọi người là một sự khắc sâu trong trái tim con.
Chỉ có một câu hỏi nữa, đó là khi từ Việt Nam mà trốn sang Lào rồi sang Thái Lan đó, thì trong thời gian ở Thái Lan 2 năm mấy đó, em có cái nỗi sợ nó có là một cái ám ảnh đối với em thường xuyên không? Dạ có, khi mà ngày đầu bước chân qua Lào đó, luôn mình lúc nào mình cũng sợ hoảng cái nỗi mà cái lúc mà mình bị đánh hay là bị công an nó béo áo này là ghi mít trong đầu mình á. Có lúc ngủ mà tự nhiên mình cứ nghe cái bên tai mình nó tiếng súng nổ, cái tiếng đánh, tiếng ré của trẻ con của những người lớn là rất là hoảng sợ. Và ở Lào được một ngày thì bắt đầu sang Thái thì cuộc sống nó rất là khó khăn, mà nhờ sự giúp đỡ, chúng con được giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cái nhà thờ gần đó là nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, và chúng con đã bắt đầu từng bước đi đến cái việc mà tị nạn. Dạ. Như vậy thì khi lên máy bay và khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles này thì hiện tại bây giờ em còn cái nỗi sợ nào nữa không? Đối với con giờ này thì hạnh phúc nó quá to lớn, không thể diễn tả được, mà con chỉ lo một con lo cho những anh em còn lại đang ở, những cô chú đang ở Bangkok, có một số gia đình mới qua là chưa được tị nạn, và cái cuộc sống của họ lúc nào cũng là sự lo lắng và sự hoảng sợ, và con cũng lo cho cái tương lai của con, không biết sau này con sống thế nào và nó có dễ dàng như trước đây mình đã từng trải qua hay không, hay là mình phải bắt đầu lại một cái điều gì đó mới lạ mà chưa bao giờ mình từng biết. Và cuối cùng thì em muốn hỏi em là sau khi rời khỏi Los Angeles, California thì em sẽ đi về đâu và ở dài? Dạ, có một người thân ở Tennessee và ngày mai chuyến bay sẽ được khởi bắt đầu lúc 11 giờ và em sẽ bay đến đó, có thể là ở lại với nhà gia đình chú. Dạ. Thay mặt cho khán giả, độc giả của Nhật Báo Người Việt thì chị chúc em sẽ có một cái cuộc sống thật là tốt đẹp trong những ngày sắp tới. Nỗi lo thì nó sẽ còn, nhưng mà điều quan trọng thì cái sự sợ hãi nó sẽ không còn ám ảnh em nữa. Là một người cũng là một người tị nạn và sống trong hoàn cảnh tị nạn, cho nên là em hiểu được tất cả những gì mà cuộc sống đã cho em biết, là nhưng mà chúng em là đoàn Ngọn Dầu là rất là hãnh diện vì có rất là nhiều báo đài quan tâm, có đoàn SOS của chú Thắng, rồi có các cha, các sơ, các thầy giúp đỡ từng ngày từng giờ, thì qua đó là chúng em cũng vượt qua được một chút cái gì đó gọi là sự sợ hãi. Nhưng mà xin hãy dùng tiếng nói của mình, tiếng nói của các cô chú ở đây và cứu giúp những anh em còn lại, những cô chú còn lại ở Bangkok. Kính thưa quý khán giả, độc giả Người Việt Online, quý vị vừa cùng với Ngọc Lan nghe cuộc nói chuyện với cô Nguyễn Thị Như Huỳnh, một giáo dân ở Cồn Dầu vừa được đến Mỹ tị nạn chính trị. Cô là người thứ 5 đã đến tị nạn theo chương trình này. Xin cảm ơn quý vị.